Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Mình là người kể chuyện Yến Quỳnh, còn bên đây là Sunny. Có lẽ nhiều bạn mới nghe chuyện của Quỳnh á, nên không biết cái bạn này. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với tập mới là tập 435. Quỳnh sẽ kể cho mọi người nghe những mẫu chuyện tâm linh có thật. Nếu các bạn thích tập này thì các bạn cho Quỳnh một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để đón nghe những tập tiếp theo nha. Các bạn có thể gửi chuyện cho Quỳnh qua hai đường liên kết. Qua Gmail là nguyenthiyenquynh01a@gmail.com, qua fanpage Facebook là yquỳnh23. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin lỗi mọi người, phía thứ tư tuần trước Quỳnh bận không kể chuyện được, nên hôm nay thứ sáu gai chuyện cho mọi người nghe nè. Thì những câu chuyện mà hôm nay Quỳnh kể là do khán giả tin tưởng gửi về cho Quỳnh, không có mục đích công kích một cá nhân hay là một tổ chức nào khác, nên mọi người hãy nghe nó mang tính khách quan và giải trí nha. Giờ thì chúng ta chính thức vào chuyện thôi. Chỉ vì lỡ nói một câu nói gở, một câu nói điềm xấu thôi mà dẫn đến mất mạng của bản thân. Ông bà hồi xưa của mình kiêng kỵ cái vụ nói điềm nói gở này dữ lắm. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ gửi về cho Quỳnh. Bạn đã hai lần gửi chuyện về cho Quỳnh. Cái lần đầu tiên bạn gửi chuyện á, là bạn chứng kiến được một vụ tai nạn ngay một cái đoạn đường ở Vũng Tàu. Ai mà nghe tập 4 cho lại 7 hoặc là ở Vũng Tàu thì có thể ngờ ngợ đoán ra được cái đoạn đường này. Đó là Bưng Rìền Vũng Tàu. Cái lần đó bạn chứng kiến được tai nạn, may mắn là bạn cứu kịp người ta. Nhưng cái lúc bạn điện cho cấp cứu xong á, bạn ngước lên thì bạn nghe được cái âm thanh tiếng cười. Nhìn qua nhìn lại thì bạn thấy là kế bên chiếc xe, kế bên cái miếu nhỏ là một cái bóng đen. Bạn thì nhẹ vía nên bạn dễ thấy dữ lắm. Thêm vào đó là chạy trên đoạn đường Bưng Rìền này nè, thì chạy một khoảng ngắn thôi, mọi người sẽ thấy là có một cái miếu nhỏ ở bên lề đường. Đoạn đường này là cái khuôn của tai nạn. Người ta nói ở đó nhiều vong, nhiều ma, nhiều quỷ dữ lắm. Thường xuyên xảy ra tai nạn luôn. Cứ cách một tháng là một hai vụ tai nạn. Nhẹ nhẹ thì chạy xước, nặng thì có thể mất mạng hoặc là bị hôn mê. Thì người ta thấy như vậy, người ta có lập mấy cái miếu nhỏ là cúng ở đó, thì mấy vụ tai nạn nó giảm dần. Nhưng mà cũng hạn chế lắm nha. Những người dân ở đó người ta khuyên á, nếu mà ai đến Vũng Tàu mà đi đoạn đường đó thì suốt chặng đường đi nên niệm Phật, hoặc là hạn chế đi vào buổi chiều buổi tối. Nếu mà đi buổi chiều buổi tối sẽ cảm giác nó gần gợn, nó vắng tanh nè, tại có một khoảng đường gần mà. Thì anh của bạn nữ này là con trai mới lớn còn trẻ nên rất là ỷ y, ngặt nỗi năm nay là năm hạn của ảnh nữa, mà ảnh không có tin lắm về mấy cái vấn đề đó. Thì trước khi mà xảy ra tai nạn dẫn đến ảnh mất mạng á, ảnh có hay nói gở với bạn bè. Cái lần đầu tiên anh này có biểu hiện bất thường là cái hôm đó ảnh đi ra ngoài đường, xong ảnh thấy một cái cây, ảnh mới chụp cho bạn của ảnh, anh hỏi là mày ăn không. Bạn của ảnh thì biết cái cây đó có độc không ăn được, mới nhắn tin là kiểu giỡn giỡn lại á, là mày nhổ lên ăn thử xem. Thì ảnh mới trả lời á, ăn thử rồi, rằm tháng 7 sẽ về, một năm được cho về hai lần. Thì cái người bạn kia cũng giỡn lại, nghĩ này đang giỡn mà. Hai đứa nhây qua nhây lại hơi cái kết thúc cuộc trò chuyện. Bẵng đi một khoảng thời gian, hôm đó là bạn bè đến nhà ảnh chơi, tụ họp lại. Thì mỗi khi bạn bè đến chơi, chúng ta sẽ một là ăn, hai là uống, ba là nói chuyện rồi đi đi một vòng chơi. Nhưng vẫn có vấn đề ăn uống. Thì hôm đó mọi người đặt bún đậu mắm tôm. Một người bạn trong nhóm tên là T, là con trai, thì xung phong đi lấy bún đậu mắm tôm, nhưng mà không có xe nên là mượn xe của cái anh này. Khi mà mượn xe ảnh thì ảnh đưa chìa khóa cho mượn, rồi ảnh nói một câu: mày lái xe của anh thì lái từ từ thôi, mày mà kéo một cái là đi qua thế giới bên kia luôn đó. Mày đừng có té, thà để anh té cho, mày mà té đền nhiều phụ kiện lắm. Ảnh nói qua nói lại, quy qua quy lại một hơi là để anh té cho, bạn T này đừng có té. Mọi người nghe xong người mới chửi, ăn nói tầm phào vậy cha. Chửi anh kiểu chửi thương á. Xong rồi bạn T cũng đi lấy đồ ăn đi về bình thường, mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Rồi khoảng thời gian ngắn sau, hôm đó anh đi nhậu với bạn bè. Cái đồ của anh này cũng gọi là hơi khá, tầm 6-7 lon. Nhưng mà cái hôm đó anh nhậu thì anh uống tầm khoảng 2 lon thôi. Cái anh nói là anh có việc anh đi về trước. Nhưng mà trước khi anh đi về nha, anh còn đứng lại anh nói mấy câu dạng từ mọi người. Nói cái dạng từ biệt á, sau này không gặp lại mọi người nữa đâu nha. Rồi những cái câu như vậy nó cứ tiến tới thôi. Mọi người mới nghĩ, hôm nay này mới 2 lon thôi nó xỉn rồi, nó nói xàm rồi. Thì mới đuổi, đi về đi ba, lần sau nhậu tiếp. Thì anh cũng cười cười nói là bye bye mọi người về nha. Là anh mới ra xe anh về, không có xỉn nha. Thì bắt đầu anh chạy về, từ cái địa điểm nhậu đến nhà của ảnh là chạy qua cái đoạn đường Bưng Rìền, đoạn đường rừng á. Mà lúc này tối rồi, 8-9 giờ tối. Thì anh chạy không biết làm sao nữa, là tự té trên đoạn đường đó luôn. Mà tối như vậy á, cái đoạn đường rất là vắng, lâu lâu mới có một cây đèn đường nữa, mà ảnh không đội nó bảo hiểm.
Đến gần giữa khuya luôn, có người ta chạy đoạn đường đó về, người ta mới thấy ảnh nằm xả lai trên đường. Người ta dừng xe lại, người ta kiểm tra thì thấy là máu me bê bết hết, đặc biệt là đầu và mũi nó trào máu ra, nhưng mà kiểm tra thì vẫn còn thở. Người ta mới điện xe cấp cứu đến, xong rồi chụp hình ảnh đăng lên cộng đồng Vũng Tàu để tìm người thân. Tầm 10 đến 15 phút sau, xe cấp cứu đến đưa ảnh vào bệnh viện, rồi chạy nguyên cái đoạn đường từ vị trí tai nạn đến bệnh viện, ảnh vẫn còn sống nha. Vô phòng cấp cứu, người thân ảnh lúc đó cũng đến luôn. Thì bắt đầu bác sĩ chẩn đoán, tự nhiên lúc này cái ảnh mắc ói. Ảnh mắc ói là ảnh tỉnh dậy, ảnh ngồi vậy á. Mọi người nghĩ là do uống bia rượu té xong nó sốc là sẽ đi ói. Không, ảnh ngồi vậy, ảnh ói một cái là trào máu ra, ọc máu từ miệng ra, xong ảnh nằm xuống là ảnh đi luôn. Từ phòng cấp cứu đẩy vô nhà xác luôn. Mất rất là nhanh. Là do ảnh té là có thể là va đập đầu á, nên là nó bị tụ máu. Xong rồi vừa đưa vô bệnh viện là nó bị sốc, rồi dẫn đến là tử vong luôn. Cái lúc ảnh mất xong thì bạn bè được báo tin á, ai cũng bất ngờ hết, ai cũng xót cũng thương cho ảnh. Tại vì lúc sống ảnh lành tính, ảnh hiền dữ lắm, thì mọi người cũng thay phiên nhau đến viếng đám tang của ảnh. Và có một số bạn bè thì do ở xa với lại mắc công chuyện không đi đến đám tang của ảnh được. Khi còn sống ảnh chơi với rất nhiều bạn bè, và thân nhất là với phái nữ. Thì ảnh thân với bốn cô gái: Thảo lớn, là Thảo nhỏ, Trân và bạn nữ gửi chuyện về cho Quỳnh. Do là ảnh này ảnh mắc trẻ nên ảnh rất là linh. Ảnh mắc hôm trước, tối hôm sau ảnh về rồi. Người đầu tiên thấy ảnh là Thảo lớn. Thảo lớn kể lại rằng là mơ xong thấy ảnh luôn, nhưng mà thức dậy không nhớ được gì hết, ngoài cái câu là xuống nhà anh chơi đi, xuống nhà anh thăm anh đi. Nhưng mà nhớ là hai người có đi chơi chỗ này chỗ kia với nhau và có nói chuyện rất là nhiều. Tiếp đến là bạn Trân. Thì bạn Trân ngồi ở nhà thì thấy có một con bướm bay lại. Bạn Trân mới hỏi là có phải anh A không. Thì sau đó bạn Trân kêu là nếu là anh A thì làm hành động này hành động kia đi. Sau đó là con bướm nó làm theo nha, là chắc nịch luôn. Anh A về thăm bạn Trân. Người thứ ba là Thảo nhỏ mơ thấy ảnh, là người nhớ rõ nhất những cái hành động câu nói, nhưng mà cái đoạn hội thoại thì nó mơ hồ dữ lắm. Thảo nhỏ bảo là đợt đó là bận quá đi, không có kịp lên đám tang của ảnh, mà hôm sau chôn ảnh rồi. Tối hôm đó Thảo nhỏ ngủ, Thảo nhỏ thấy là ảnh về. Ảnh đứng trước cửa nha, ảnh kêu Thảo nhỏ là ngày mai anh đi xa rồi, anh đi làm xa dữ lắm luôn, không biết khi nào về nữa, nên em lên nhà anh chơi với anh đi, lên nhà thăm anh đi. Thì Thảo nhỏ trong giấc mơ ý thức được là ảnh đã mất rồi nha, nhưng mà không có sợ, không có dè chừng gì hết á. Sau đó là hai anh em có nói chuyện với nhau. Ảnh dẫn Thảo nhỏ đi lên nhà của ảnh. Thì Thảo nhỏ ngoài đời đã từng lên nhà của ảnh rất là nhiều lần rồi. Thì bước vào y chang ngoài đời luôn, không có gì thay đổi, không có hòm, không có người, không có đám tang gì hết. Nhưng mà Thảo nhỏ bước vào nhà, ảnh đi trước, Thảo nhỏ đi sau nha. Thấy mẹ của ảnh ngồi trên giường khóc thút thít, khóc quá trời khóc luôn. Mà lạ một chỗ là ảnh và Thảo nhỏ bước vào nhà, nhưng mà mẹ của ảnh giống như không thấy hai đứa, cứ ngồi một góc mà khóc thôi. Xong rồi hai anh em ngồi nói chuyện với nhau, đoạn hội thoại rất là dài. Và ảnh cứ nhắc đi nhắc lại là nhớ lên chơi với anh nha, mai lên chơi với anh đi, anh sắp đi làm xa rồi không biết khi nào về nữa, nhớ lên chơi với anh đó. Cứ nhắc đi nhắc lại như hoài luôn, rồi lại tiếp tục nói chuyện. Thảo nhỏ thức giấc là cũng sáng rồi ha. Cái Thảo nhỏ mới nằm nhớ lại, à hôm nay là ngày chôn của ảnh. Nhưng mà Thảo nhỏ thấy ảnh về, ảnh cười tươi lắm, ảnh lành lặn, không giống như là lúc bị tai nạn là chảy xước rồi máu me tùm lum khắp mặt mày. Thì Thảo nhỏ cũng yên tâm một phần, là cũng gửi người đi lên viếng ảnh nha, do là bận quá không lên được. Rồi sau đó là có một số bạn bè cũng mơ thấy ảnh về nữa, sau khi mà chôn ảnh luôn. Rồi về dạng thăm thôi, hoặc là ảnh sẽ cho thấy những cái kỷ niệm cũ của mọi người. Và ảnh thường về nhất với hình dạng là con bướm. Đến bây giờ anh vẫn về thăm người thân và gia đình. Mất cách đây khoảng tháng mấy thôi à. Thì bạn nữ gửi chuyện về cho Quỳnh cũng được ảnh về thăm, nhưng mà không có vào mộng được, chỉ là dạng con bướm thôi. Thì mỗi lần bạn này ngồi làm việc sẽ thấy con bướm bay lại, hỏi có phải ảnh không, hoặc là kêu ảnh làm này làm kia đi, là con bướm nó sẽ làm theo. Bạn này thì làm buổi đêm, bạn này nhẹ vía sẵn rồi, mà người âm còn hay tiếp xúc nữa, nên dạo này sức khỏe bạn xuống nha. Con mắt bạn thâm quầng và tái xanh. Mọi người làm chung dạng đồng nghiệp á, người ta kêu bạn là tốt nhất nên đi thầy đi, hoặc là xin bùa, xin chuỗi lại đi. Chứ cái sợi chuỗi bạn đeo chắc là hết tác dụng rồi, nên là nhìn bạn càng ngày mới xanh xao, với lại nó thâm quầng đôi mắt nhìn nó u ám như vậy. Mong bạn xem xét và chọn cách phù hợp. Còn trẻ nên mong bạn luôn giữ gìn sức khỏe nha. Chúc bạn luôn bình an.
Tiếp đến là một câu chuyện nói về nghiệp duyên vợ chồng. Xinh đẹp đó, nhiều người theo đuổi, có cố gắng, có nỗ lực, có sự chịu khó. Nhưng mà ở bên một người không xứng đáng thì luôn luôn là nhận một cái kết đau lòng. Giống như chị gái trong câu chuyện này vậy. Câu chuyện thứ hai này của một bạn tên là My Phạm gửi về cho Quỳnh. Vốn dĩ bạn chỉ là người ngoài thôi, vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc mà nó khiến cho bạn đau lòng, ám ảnh. Đây là một câu chuyện về nỗi khổ tột cùng của một người phụ nữ, của một người con gái khi lấy sai chồng. Bạn nói chuyện xảy ra khi bạn học lớp 6. Nhà ông bà nội cách nhà bạn khoảng 1-2 cây. Nhưng mà nhà ông bà nội gần trường, bạn quyết định là xin ba mẹ qua ở với ông bà nội. Gần trường dễ đi học, với lại là có người thủ thỉ cho ông bà nội vui. Thì khi mà bạn ở bên nhà ông bà nội á, bạn mới chứng kiến được. Kế bên nhà của ông bà nội khoảng 2-3 căn thôi là có một căn nhà. Hai vợ chồng có một đứa con trai khá là đẹp. Cái anh đó là khoảng 19-20 tuổi, chỗ mã ra là đẹp trai xuất sắc luôn. Thì gia đình đó có nhận một người con gái, không biết là cô đó là có cha mẹ ruột thịt hay không, nhưng mà nghe nói là hai người đó nhận cô này làm con gái nuôi. Cô này cũng xinh dữ lắm mà ngang. Quỳnh sẽ gọi chị gái đó tên là Tâm, còn cha mẹ nuôi của chị gọi là ông bà C đi. Thì chị này nhỏ hơn con trai của ông bà, hoặc là chạc tuổi con trai của ông bà thôi. Nhưng mà lúc đó bạn còn nhỏ lắm, 12-13 tuổi, bạn là con gái nữa chứ. Như bạn nhìn cái nhan sắc của chị đó là bạn đổ đứ đừ luôn. Đẹp, rất đẹp nha, đẹp nhẹ nhàng á. Bạn mới đến nhà ông bà nội, nên là bạn không biết rõ là cái chị này nè là được ông bà nuôi từ bé đến lớn, hay là có một cơ duyên nào đó mà ông bà nhận làm con nuôi. Rồi sau đó bạn ở đây khoảng thời gian nữa, bạn cứ thấy chị này là từ thành phố về quê thăm nhà ông bà C. Thì mỗi lần đi ngang nhà ông bà nội bạn á, chị sẽ chào rất là lễ phép, rất là vui vẻ. Bạn nhìn chị là bạn chỉ cười thôi. Sau đó bạn đi khoảng thời gian, không biết ông bà C có xe duyên cho con trai của ông bà với cái chị này hay không, nhưng mà hai người yêu nhau rồi làm cái đám cưới. Khi chứng kiến được cảnh chị này đi theo chồng á, bạn có cảm giác tiếc nuối. Khoảng thời gian đầu của hôn nhân lúc nào thì cũng tươi vui, nó cũng màu hồng, cũng hạnh phúc hết. Nhưng mà hai người ở với nhau tầm 1 năm, bắt đầu trổ tính ra. Nhà bạn và nhà của anh chị nó cũng gần nhau thôi, là bạn chứng kiến được hầu hết những sự việc xảy ra với chị luôn. Anh này ở với chị được tầm 1 năm, cái trổ cái tính ra là một người rất nhu nhược. Chị thích dựa dẫm vào cha mẹ và vợ thôi, lười biếng, không có muốn đi làm, không có chịu đi làm. Chị thích chơi bời và nhậu thôi, đặc biệt là bạo lực, rất bạo lực. Mỗi lần mà ảnh có cái gì buồn, có cái gì khó chịu, giận dữ, ảnh sẽ lôi chị Tâm ra đánh, đánh hả hay thì thôi. Thì anh và chị cũng có một căn nhà với nhau, nhà riêng á, là nhà ba gian, nhà gỗ bằng ngói hồi xưa. Lúc nào bạn đi ngang đó, bạn cũng có cảm giác nhìn vào á, nó âm u, nó lạnh lẽo. Hai anh chị thường xuyên xảy ra cãi vã, có thể nói là xảy ra cãi vã hàng ngày luôn. Có những cuộc cãi vã nó kết thúc bằng cái việc á, là anh này đập đồ tú lung tung hết. Cái cuộc hỗn loạn đó là tất nhiên chị Tâm là người dọn. Anh này có cái tư tưởng gia trưởng nha, không có làm ra tiền nhưng mà lên cái giọng giống như là cái bậc phụ huynh của người ta, là vợ phải bếp núc rồi xong là phải đi kiếm tiền luôn. Có nhiều lúc anh đâu muốn có đi làm đâu, chị Tâm đi làm xong rồi lo cho ảnh, lo cho nhà cho cửa. Rồi có những cuộc cãi vã là kết thúc bằng cái việc ảnh nổi xung thiên lên, ảnh đánh đập chị Tâm. Khoảng thời gian chị Tâm mang thai á, là ảnh cũng đánh chị Tâm luôn, không có nương tay. May mắn là vẫn giữ được cái thai. Bạn nói là 2 năm chứng kiến chị Tâm ở với anh này á, từ một người con gái lúc nào cũng tươi cười, niềm nở, có sức sống nha, rồi tích cực nữa, có da có thịt. Nhưng mà sau đó chuyển sang người con gái là xanh xao, ốm yếu, xuống sắc trầm trọng luôn. Mọi người nhìn lên tấm ảnh cưới với bả của ngay thời điểm đó, tưởng hai người khác nhau không đó. Thì thật sự là ba mẹ của anh này cũng có qua can ngăn, tại vì nhà cũng gần á. Nhưng mà mọi người cũng biết là con của ai người ta sẽ bênh nhiều hơn. Ảnh ra nông nổi như vậy, có tính cách như vậy, một phần cũng là do cha mẹ dạy dỗ. Ông bả sẽ thiên về anh này nhiều hơn. Bà Tâm thì bả chịu đựng, bả hiền á. Mọi người trong làng trong xóm người ta thương lắm, người ta cũng có nói ra nói vô cho ông bà, với cả cũng binh. Khi mà xảy ra xô xát người ta chạy ra nha, chị Tâm la một cái là người ta chạy qua, mà không lại ông nội này. Vừa chạy qua một cái là ông chồng đánh được vài cái rồi. Cái đợt đó sinh con được rồi, là thằng nhóc được khoảng 7 tháng. Thì chị Tâm với ổng có xảy ra cãi vã, mà may mắn kết thúc cuộc cãi vã đó là ổng không có đánh chị, ổng đi mất tiêu, anh chỉ đập
ổng chỉ đập đồ thôi. Rồi chị Tâm á, buồn quá đi, ức ức quá mới gửi con cho bà nội, xong đi thẳng lên nhà người chị chồng cách đó 300-400 mét á, ngồi nói chuyện. Khi mà bày tỏ với người chị chồng xong là chị đó cũng vỗ về an ủi, cũng có khuyên ngăn, nhẹ lòng hơn xíu rồi tính về nhà chăm con. Vừa bước vào nhà thấy ông chồng ở nhà thì ổng thấy chị đi lâu quá, ông nghĩ chị đi với người này người kia, ổng ghen. Ông ghen xong là bắt đầu ông chửi, chửi xong là ông xông vô đánh luôn. Ông đánh quá trời đánh luôn, thì mọi người nghĩ đi, thế mạnh, phái mạnh đánh phụ nữ, phái yếu á, có bao nhiêu cái, có bao nhiêu cách. Đầu tiên chỉ có thể là đạp thôi, đạp xong người chị này té xuống là chỉ co người lại chịu đựng. Ông đạp đã rồi ông tán, nắm đầu lên, kiểu tóc dài mà ông nắm đầu ông tán. Tán xong á, là chị này vùng dậy, chị này chạy một mạch ra ngoài nhà sau. Thì ngoài sau có một cái sân lớn dành để gửi chén và phơi đồ đó. Thì kế cái bếp á, nó có một cái giếng, giếng này sâu nha. Chị nhảy xuống giếng tự vẫn. Lúc đó bị đánh quá, quá nhiều uất ức rồi, như giọt nước tràn ly luôn. Nên là chị nghĩ quẩn, anh chồng lúc này mới sợ hãi, rồi bắt đầu á, chạy qua nhà ông bà nội của bạn. Thì lúc đó trùng hợp là nhà ông bà nội có rất nhiều người đến chơi, đặc biệt là toàn là đàn ông không à, có ba bạn nữa. Bắt đầu tự nhiên chạy qua thấy ba bạn, anh Lục ơi cứu giờ em, cứu giờ em, về em nhảy xuống giếng nó tự vẫn, anh Lục ơi. Nước mắt trong mũi vàng giụa luôn, lúc này mới biết sợ. Thì mọi người mới tất bật, mọi người chạy qua nhà của ổng nha, nhìn xuống giếng thì phải dò xét coi làm sao để có xuống được đó. Cái giếng á, thì cái ống giếng á, nó hẹp nên là phải từng người xuống ở dưới cái đáy giếng, như một cái bình đựng nước vậy á, nó hơi sâu, nước nó là trên vai của người lớn luôn, nên là từng người xuống dưới. Xong rồi ha, bắt đầu mò, nước ở dưới giếng nó đen kịt nè, do là người bước xuống á, làm động cái cặn ở dưới đen kịt luôn, bắt đầu hụp lên hụp xuống, hụp lên hụp xuống. Đâu là ba bốn người đàn ông xuống giếng để mò, thì mò một lát sâu luôn mới được xác của chị đó. Lúc mà mọi người đưa chị lên tới trên mặt nước rồi nha, ôm chị trong người là thấy tay chân chị cứng đơ, vì da thịt bị lạnh tanh à, xong mới đưa lên bờ để hô hấp. Lúc đó có kiểm tra mạch thì chị đã mất rồi, sau đó vẫn cố gắng để cứu sống chị á, hô hấp coi có sống không, thì có hô hấp nha, để cho chị trào nước, có trào nước ra, kèm theo đó là máu và những sợi mì gói. Là từ sáng cho đến khi chiều chị nhảy xuống dưới tự vẫn là không có cái gì ngoài những sợi mì ở trong bụng. Trời ơi, cảnh tượng đó xấu dữ lắm luôn á. Nói chính xác hơn là nhà của chị không còn gì ăn cả. Chưa hết đâu, thì sau đó mọi người có quyên góp tiền làm đám tang cho chị. Nhà ông chồng nó không không còn gì luôn. Rồi mọi người mới đi vô lục đồ, thay cho chị một đồ mới, bộ đồ mới á, cho nó tươm tất khi mà xuống dưới. Thì những cái cô trong xóm người ta vào cái tủ đồ của chị người ta lục á, toàn là đồ rách không, không có một bộ đồ mới nào luôn, hoặc là những bộ đồ lành lặn nhưng mà nó cũ mềm như cái nùi dẻ vậy đó. Thì trong 2 năm ở với chồng, lấy hết tiền của mình, lấy hết vàng dòng của bản thân lo cho chồng cho con, lo cho gia đình, Tết không có một bộ đồ mới nữa. Thì mọi người thương quá mới tức tốc là đi ra chợ mua đồ thay vô cho chị, làm một bộ đồ mới, xong mới làm lễ nhập quan. Thì làm đám tang trong 3 ngày đó. Rồi cái hôm đem chôn chị á, là người thân không có về, bên gia đình của anh kia, chứ chị thì không thấy gì hết, không thấy là có người thân nào luôn. Nhưng mà hôm đó nó mưa tầm tã nha, mọi người trong làng người ta thương quá, người ta có tiễn chị đến nơi nằm cuối cùng. Nhưng mà hôm đó mưa từ cái lúc mà xuất phát đem chị đi chôn đến khi mà bỏ chị xuống dưới cái mã đắp đất luôn á, nó vẫn còn mưa, mưa nặng hạt là đằng khác. Cái hôm đem chị Tâm đi chôn, bạn thương, bạn xót chị nên bạn tiễn chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Cái lúc mà người ta đặt quan tài chị xuống, xong rồi rải bông lên, rồi rải đất lên á, bạn có lia con mắt, bạn thấy con của chị đang được bà nội bỏng, và con của chị á, tay còn cầm bánh mà ăn nữa. Nó rất là ngơ ngác, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, nó không biết là mẹ không còn trên đời nữa, và ba của mình chính là người giết mẹ mình. Nó cứ ngơ ngác, bà nó cứ cho ăn bánh rồi dỗ dỗ thôi. Xong thì mọi việc cũng trôi qua, cũng thờ ngay cái nhà của anh chị luôn. Thì ông chồng ổng ác quá, chị này chết trẻ, chết oan nữa, nên là chị chết được khoảng 3-4 hôm thôi, chị về chị đòi dẫn ông đi. Ông cứ liên tục mơ thấy chị nha, là chị về đòi dẫn ông đi, hoặc là leo lên người ổng bóp cổ ổng, rồi có khi là giật tay giật chân không cho ổng ngủ. Ông sợ quá đi, ông làm việc xấu, ông ăn năn á, ông mới nhờ cha mẹ ông dẫn đi coi thầy. Khi mà đi coi thầy, thầy nói luôn là bị chị Tâm theo, chị này chết trẻ còn nhiều oan ức, rất là hận chồng của mình. Thì người chồng làm ra những cái nỗi oan ức đó, đánh đập giày vò người ta, thì bắt buộc bây giờ người ta phải về đòi mạng thôi. Và thầy nói là muốn giữ mạng ông này cũng khó nha, là phải xin chị Tâm, chứ ông không có
kiểu chấn hay làm gì chị Tâm được. Đầu tiên á, là ông nói chị Tâm sẽ bắt ông chồng đi bằng bất cứ giá nào, nên là kêu ba bốn người đàn ông ngủ với anh này vào ngày 14, 15 âm lịch trước cái giỗ đầu của chị Tâm. Thứ hai là phải mời chị Tâm lên nói chuyện. Thì ông này ông sợ chết á, đúng hàng luôn á. Thì ông mới kêu cha mẹ của ổng rồi đến gặp thầy cùng ổng á, rồi kêu chị Tâm lên để thương thảo. Thì phải làm rất là nhiều yêu cầu, trong đó là có một cái yêu cầu là phải xin lỗi chị Tâm và làm việc thiện thay chị Tâm á. Thứ hai là phải nuôi con đến khi con 18 tuổi mới được đi bước nữa. Ông này là ông chịu hết, mẹ ông giữ được mạng là ông sẽ chịu. Thì sau đó chị Tâm được gửi vào chùa và ông không mơ thấy chị Tâm nữa, cũng không có hiện tượng tâm linh xuất hiện trong nhà. Bẵng đi 10 năm sau, tính tình ông này cũng đã thay đổi từ sau cái chết của chị Tâm. Cái ông lấy thêm một người vợ nữa. Người vợ hai này thì cao to khỏe mạnh, kiểu hơi có da có thịt một xíu á. Bà này không tin bầu bói toán, nhưng bà mang thai đứa nào với ông này là chết đứa đó. Mang thai đến lần thứ tư luôn. Cái lúc đó thai cũng hơi lớn rồi, đi khám bác sĩ á, thì được báo là thai chết lưu trong bụng do dây rốn nó quấn quanh cổ. Đến lần thứ năm mang thai cũng bị sảy luôn. Thì lần đó bà mới tin vào tâm linh, bà mới đi coi. Mọi người biết cái hiện tượng con ranh con lộn không? Bà cứ nghĩ là mình khó mang thai rồi có cái hiện tượng đó đó. Nhưng mà đi coi thầy thì thầy nói á, là do chị Tâm không muốn bà này mang thai. Tại vì con của chị Tâm chưa có lớn đủ 18 tuổi nên là không có được mang thai. Mang thai đứa nào là chị Tâm sẽ thồng cổ cho sảy đứa đó. Cha mẹ chồng hồi xưa của chị Tâm á, là cũng run lẩy bẩy rồi, rùng mình hết, mới đi đến chùa mà gửi bài vị của chị Tâm. Lúc đó là một cái lễ và xin chị Tâm tha cho, thì chị Tâm mới tha cho. Sau đó thì gia đình của bạn không biết diễn biến như thế nào nữa nha, tại vì gia đình của bạn chuyển ra một cái nơi khác sống. Cái đợt đó bạn có về quê, rồi bạn có đi chùa ngay mùng 1 Tết luôn. Bạn có thắp nhang cho các bài vị. Lúc bạn vừa cắm nhang vô cái bài vị xong, bạn ngước lên thì bạn vừa thấy hình chứ cái tên của chị Tâm thôi là bạn sởn hết trong da gà luôn. Bất giác là một cái làn điện nó chạy nguyên cái người bạn, là những thước phim về chị Tâm nó cứ tua đi tua lại trong đầu của bạn. Nào là hình ảnh lúc đưa chị lên bờ, chị ọc nước ra, ọc máu ra, kèm theo đó là những sợi mì gói ăn vội vào buổi sáng sớm. Hoặc là hình ảnh á, bạn thấy mọi người đi tìm đồ mặc cho chị á, mà không có đồ mới, toàn là đồ gách hoặc là đồ nó cũ. Hoặc có thể là hình ảnh của con chị lúc mà ngơ ngác trên tay bà cầm bánh ăn, nhìn mẹ được chôn dưới đất. Thật sự ám ảnh và buồn và xót vô cùng. Biết là đến thời điểm hiện tại chị Tâm vẫn theo con của mình để coi nó phát triển, khi nó đủ cứng cáp rồi chị mới yên lòng và đi đầu thai. Tình mẫu tử nó thiêng liêng lắm. Thật sự không biết là mối quan hệ giữa chị và chồng á, là kiếp này chị trả nợ hay là chị gieo hạt cho cái quả về sau. Nhưng mà mong là đây là cái kiếp mà chị trả nợ cho chồng, kiếp sau chị có một cuộc sống nó tốt hơn, nó ổn hơn hoặc là sung sướng hơn nhiều. Tiếp đến là một câu chuyện đuối nước liên quan đến cống ông Kèo, Đồng Nai. Câu chuyện này của một bạn gửi về cho Quỳnh, bạn tên là Mỹ Tâm, cái tên rất là đẹp. Thì bạn nói rằng á, là trước đây gia đình bạn có ở trên một miếng đất này là sát mé sông. Gia đình bạn có một cái ghe, một cái xuồng nhỏ để tiện đi lại. Và trên cái sông này nè, gần gần chỗ khu vực nhà bạn luôn, là có một cái cống, bây giờ người ta gọi là cống ông Kèo. Thì cái cống này mỗi khi mùa mưa nó sẽ xả nước, và tốc độ xả nước của nó phải gọi là cực mạnh luôn. Thì những đứa nhóc, những đứa nhỏ ở trong làng trong xóm gần khu vực bạn ở á, nó sẽ tránh những cái ngày mà xả nước ở cống nha, tại vì nước chảy xiết và nhanh, nguy hiểm dữ lắm. Cái hôm đó bạn nhớ là bạn đang chặt dừa nước sát bên nhà bạn ăn, thì đột nhiên á, có một người con trai hô lên là cô ơi cô, cho con mượn cái ghe con cứu bạn con. Thì lúc đó mẹ bạn ở trước nhà, bạn mới tức tốc bạn chạy ra, thì bạn thấy là một người con trai khá là trẻ, độ khoảng 19 hoặc 22 tuổi thôi, người ướt sũng luôn. Mẹ bạn mới hỏi là cái gì vậy con, thì lúc này anh mới nói là dạ con với bạn đi lại đập nước chơi mà hai đứa không biết hôm nay là ngày xả nước, bạn con bị nước cuốn đi rồi. Là mẹ bạn mới tức tốc là cho anh mượn cái thuyền á, lại đó mà lại thì thấy nước chảy xiết quá mà đẩy anh này lại cái khu vực con đập, thì nước xiết nó sẽ làm cho cái ghe, cái xuồng nó bị lật, anh này nguy hiểm nữa. Mẹ mới kêu là đợi con một xíu. Mẹ bạn là đi chân trần đạp đá chạy khoảng 300 mét đến khu du lịch sinh thái BCV để tìm cái người cứu hộ á, là nhờ người ta đến tìm cái xác cái anh đó giùm. Thì khi mà cứu hộ chạy đến rồi, người ta
người ta phải chuẩn bị một số cái biện pháp, tại vì người ta biết bơi nhưng mà phải phòng cái trường hợp bắt chắc như chuột rút này kia. Khi chuẩn bị xong hết, người ta phóng xuống tìm, nhưng mà tìm rất lâu, mấy tiếng đồng hồ luôn, không thấy xác của anh kia. Tìm đến khi mà trời tắt hẳn đi ánh sáng là tầm 6 giờ tối rồi, vẫn không thấy anh đó. Mọi người tình hình không có quan cho mấy, cũng dự đoán là cái kết tệ nhất có thể cái anh bị nước cuốn đi á, đã mất rồi, và xác bị cuốn trôi ra xa tại vì nước chảy xiết. Thì Quỳnh sẽ gọi cái anh bị nước cuốn đi là anh Hải, còn cái anh mà đi tìm ghe tàu giúp bạn á, là anh Tuân. Do là tìm mà không thấy á, thì lúc này có thời gian người ta hỏi rõ hơn, anh Tuân mới kể hôm nay anh Hải của anh Tuân đi xuống cống tắm, mà hai anh không biết cái lịch hôm nay là xả cống mà nghe mùa mưa nữa chứ. Do đó là hai người mới đi, thì lúc ra tới cống xong là chưa có xả nha, thì hai người mới phóng xuống tắm. Tắm một hơi á, anh Tuân không biết bơi nên anh tắm ở chỗ gần à, anh Hải thì biết bơi. Khi mà nước xả xuống nha, cống xả nước rồi á, thì anh Hải ảnh bơi vòng vòng đi nè. Anh Tuân thấy vậy á, sợ nước chảy mạnh quá, anh Tuân mới kêu mày ơi lên đi lên đi. Như anh Hải đáp rằng tao bơi giỏi mà mày yên tâm đi. Thì lúc này anh Tuân sợ, anh kêu đừng bơi nữa, lên đi. Anh Hải không nghe nha, anh Hải mới từ chỗ đó bơi vô bờ, leo lên cái thành cầu chỗ con đập á, phóng xuống cái đùng thì phạm cho anh Tuân. Thì khi mà phóng xuống sông, anh Tuân quan sát nha, thấy anh Hải từ từ nổi lên bơi mà mặt tươi cười lắm, kêu mày phóng xuống đi tao đỡ cho, xuống đây xuống đây. Thì anh Tuân mới từ từ lấy lại can đảm phóng cái đùng là anh Hải đỡ được nha. Hai người mới bơi, thì lúc mà hai người bơi vô bờ cái bị nước cuốn đi, nước nó chảy xiết quá, nó cuốn vô cái lốc xoáy của nó. Thì anh Hải á, anh bơi được xong anh đẩy anh Tuân vô bờ, ảnh bị nước cuốn đi mất tiêu luôn. Rồi anh Tuân sợ quá mới chạy xác xác ở chỗ con đập đó, thấy nhà bạn có cái xuồng cái ghe nên mới mượn mẹ bạn. Thì kể xong mọi người kêu thương anh Hải á, kiểu anh muốn cứu bạn, anh tin vào bạn, cái năng lực của mình. Nhưng mà nào có ngờ anh Tuân kể xong anh hối hận dữ lắm, ảnh giống như gián tiếp gây ra cái chết của bạn mình. Anh điện báo tin cho ba mẹ của anh Hải ngoài Bắc, ba mẹ của anh nó nghe xong là bắt đầu tức tốc, không có kịp chọn hành lý nữa là bắt vé máy bay bay từ ngoài Bắc vô đây, xong rồi thêm vài người họ hàng nữa. Thì mọi người hình dung khoảng 5 người đi. Thì khi mà ra đến đây xong, ba mẹ của bạn Mỹ Tâm thấy mẹ của anh Tuân khóc như vậy á, là cũng xót. Mình phải đặt họ vào cương vị của mình, cũng là cương vị của người cha người mẹ, nếu con mình như vậy á thì lòng mình cũng như lửa đốt thôi. Thì có ngỏ ý cho họ ở nhà của mình để dễ dàng trong cái việc mà đón nhận tin tức của con, tại gần sát bên mà, đi vài trăm mét là tới. Thì hai hôm vừa thuê người xong rồi có cơ quan chức năng người ta hỗ trợ nữa, lặn liên tục luôn, cứ vài ba phút là mẹ của anh Hải đi chỗ này chỗ kia xung quanh cái cống luôn để coi có con mình không, cứ ngóng 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 miết luôn á. Tối hôm đó mẹ của anh Hải vẫn ra chỗ cái cống nha, mà chỗ đó tối thui à, chỉ có dưới chỗ cái cống là có mấy cái chú đó đang lặn thôi. Thì mẹ của anh Hải xuống ở chỗ cái cống mới thấy là ở dưới cống á là có một cái thềm, thì có một người này, thanh niên ngồi ở đó co ro lại, ngồi kiểu co người xong rồi cụp mặt xuống á, kêu là lạnh quá mà run cầm cập lên. Thì mẹ của anh Hải nghĩ là à mấy cái chú nhân viên cứu hộ á lặn rồi lạnh quá nên ngồi đó thôi. Xong mẹ của anh Hải mới lại gần, cũng cũng tội cho người ta cũng giúp tìm con của mình, mới hỏi là con có cần khăn không để cô đi lấy cho. Cái người đó im lặng lắc đầu mà không dám ngước mặt lên nha, lắc đầu. Xong mẹ của anh Hải mới đi chỗ này chỗ kia để ngóng con tiếp. Mẹ và ba của anh Hải là không thể nào ngủ được, đứng ngồi không yên luôn. Thì sáng hôm ngày thứ ba, cha mẹ của anh quyết định là thuê thầy về để gọi hồn anh lên coi anh đang ở đâu, dễ dàng cho việc tìm xác. Khi mướn thầy về xong là làm cái đàn ở chỗ cái cống á, sau đó là ảnh nhập vô một người đệ tử của thầy. Ảnh nói là ba mẹ ơi con lạnh lắm, ba mẹ ơi con lạnh lắm, người ta đẩy con. Ảnh khóc ảnh than quá trời luôn. Mẹ của ảnh vừa nghe ảnh cất tiếng thôi, nghe đệ tử của thầy á cất tiếng là thấy cái tông giọng giống ảnh là mẹ ảnh bắt đầu khóc rồi đó, vùng dậy con ơi con ơi con ơi con đang ở đâu con ơi con đang ở đâu. Thì ảnh nói là ảnh đang bị kẹt, hỏi chỗ nào để anh không có chỉ được nha, giống như anh không có nhớ anh không có biết luôn. Thì lúc đó mẹ của anh khóc quá, mẹ anh ngất xỉu, người ta đưa vô nhà để nằm nghỉ. Thầy mới kêu người thân của anh đi tìm cái nón bảo hiểm của anh về đây rồi thả xuống sông. Ngay lúc đó có rất nhiều người, người ta bu lại, người ta coi cái buổi lễ gọi hồn đó. Rồi khi mà ông thầy ông đặt cái nón bảo hiểm ở dưới sông á, cái đập nước nó đã giảm cái lực xả nước rồi,
đáng lẽ nó phải chạy xuôi theo dòng. Mọi người hình dung như cái dòng nước suối, cái dòng suối đi, nó phải chạy từ từ vậy ha. Không, ông thầy vừa đặt cái nón bảo hiểm xuống, nó trôi ha, giống như ở dưới nước á có một cái ai đó cầm cái nón bảo hiểm và đi đi rất là nhanh, mọi người gượt theo không kịp luôn. Thì mọi người đi theo cái nón bảo hiểm đó đi một hơi là khoảng 2 cây số, thì thấy nón bảo hiểm nó kẹt trong một cái bập dừa nước, là cái bụi dừa nước á. Thì khi mà ông thầy lại đó, mọi người lại đó mới thấy là cái xác của anh Hải á nó bị kẹt ở trong cái bụi dừa nước đó. Lúc này mọi người mới xuống rồi kêu mấy chú hộ vớt xác ảnh lên. Khi mà vừa đưa cái xác ra, trong miệng của ảnh trào ra một cái nước màu đỏ, thì có thể hình dung đó là máu đi, nhưng mà kèm với đó là những cái bọt bọt màu trắng á, nó nổi trên mặt sông mặt nước như nè, giống như là sạp bông vậy á. Rồi khi mà đưa ảnh lên xong, gia đình đem về quê để an táng. Làm đám tang xong rồi, sau 49 ngày nha, thì ba mẹ của ảnh bay vào lại trong đây rồi nhờ thầy làm buổi lễ gọi hồn, kêu ảnh về nhà. Thì sau khi ảnh mất, làm xong lễ gọi hồn luôn, lạ một chỗ là những cái người lớn tuổi mà có nhà cửa gần khu vực cái cống đó, chiều tối người ta sẽ thấy có một người con trai đứng ở ngoài cửa sau của gia đình họ, hoặc là có người lục lọi chỗ cái bếp. Và có những người kể lại nha, mấy cái cụ á, là thấy ảnh đứng đằng sau, ảnh kêu lạnh quá, lạnh quá. Người ta quá quen với cái việc thấy vong ở chỗ cái con đập đó rồi, người ta mới bới cơm ra đằng sau để đó cúng ảnh. Đem cơm để đó nha, là ăn đó. Ảnh ăn xong ảnh còn cảm ơn mấy cụ đó nữa, ảnh mới đi. Lúc sống hiền, mất cũng hiền, không có hại ai hết, chỉ xin cơm để ăn thôi. Thì sau này nè, có dịp gặp lại anh Tuân á, anh Tuân có kể cho nghe là cái hôm mà rủ anh Tuân đi tắm ở chỗ con đập, anh Hiếu có nói một câu là mày đi đi, đi nhanh đi, tao trễ giờ của tao rồi. Mà thực chất hôm đó anh Hải chỉ có một cái lịch trình là đi chơi với anh Tuân thôi, đâu có đi đâu nữa đâu mà kêu trễ giờ, giống như một cái điềm báo. Thật sự á, là anh Hải tới số rồi. Bạn nói là bạn ở chỗ đó 4 năm ha, 4 năm mà có 3 người chết tại con đập đó rồi á. Vài trùng hợp là có 2 người tên H. Đó giống như một cái khuôn vậy á. Thật sự là phải lập một cái miếu ở chỗ đó, nếu không thôi là còn sau này nè là còn nhiều người mất nữa. Thì mọi người nghe xong tập truyện này có cảm nghĩ như thế nào? Nếu có thể thì hãy bình luận cảm nghĩ phía dưới để chia sẻ với Quỳnh nha. Giờ thì Quỳnh xin phép dừng câu chuyện lại đây. Cảm ơn mọi người đã nghe hết cuối video và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Nếu mà nghe buổi sáng thì chúc mọi người có một buổi sáng thật nhiều may mắn và thật nhiều thành tựu nhỏ và đạt được thành năng suất tốt trong làm việc. Còn buổi tối thì chúc mọi người ngủ ngon nha, một giấc ngon một mạch tới sáng. Giờ là mình kể chuyện, mọi người có hay nghe là có tiếng búa đập không? Thật sự là ngày nào cũng nghe tiếng búa này luôn khi mà mình kể chuyện. Còn ngày thường mình ở nhà thì không có nghe. Không biết là thật sự là người ta sửa nhà xuyên suốt nguyên năm vậy, hay là có người ngồi nghe với mọi người hết. Giờ thì bye bye mọi người nha. Bye bye, hẹn gặp lại tập sau.